Trên đường về Việt Nam, bạn thân phải gọi tên anh Vũ khi đi qua ngã ba ngã tư, biết lý do ai cũng đứng hình. Tiết lộ thủ tục tâm linh không phải ai cũng biết trong hành trình đưa anh Vũ về quê. Thi hài cố nghệ sĩ anh Vũ đang được vận chuyển về Việt Nam bằng đường hàng không, nơi ông Vũ, người bạn thân 15 năm, đã được gia đình anh Vũ ủy nhiệm, lo liệu tất cả các thủ tục bên Mỹ, giờ đây còn đồng hành với anh Vũ về quê hương. Có một điều ít ai biết, ấy là việc Hồng Vân dặn dò Lê Ông Vũ đi đâu, nhớ gọi tên anh Vũ đi theo, nhất là khi đi qua các ngã ba ngã tư hoặc lên máy bay. Lý do là bởi Hồng Vân sợ anh Vũ sẽ lơ ngơ đi lạc vì có thể anh Vũ chưa biết mình đã từ giã cõi trần. Quả thật, chi tiết tâm linh này đã cho thấy sự chu đáo yêu thương vô vàn của Hồng Vân dành cho anh Vũ. Đúng như lời của một phóng viên tại Mỹ khi kể lại câu chuyện này, ai nghĩ sao thì tùy, nhưng những người yêu thương cũng thường gọi tên nhau khi nỗi đau mất mát quá lớn. Lê Ông Vũ kể lại phóng viên lời dặn dò kỹ lưỡng của Hồng Vân. Nghe mà thương, ca sĩ Lê Ông Vũ kể rằng nghệ sĩ Hồng Vân ở Việt Nam dặn Lê Ông Vũ đi đâu nhớ gọi tên anh Vũ đi theo, như đến ngã ba ngã tư hoặc khi lên máy bay cũng gọi tên anh Vũ để lên theo chứ không thôi lơ ngơ đi lạc. Có thể anh Vũ chưa biết mình đã từ giã cõi trần, ai nghĩ sao thì tùy. Nhưng những người yêu thương cũng thường gọi tên nhau khi nỗi đau mất mát quá lớn. Thi hài cố nghệ sĩ đặt ở phòng chờ sân bay, trên quan tài được đặt một bán hương, một bó hoa kèm cáo phó. Bạn bè bật khóc nức nở khi nhìn mặt nghệ sĩ anh Vũ lần cuối. Thi thể của nghệ sĩ anh Vũ đã được đưa về nhà quan để chuẩn bị cho tang lễ. Cách đây ít giờ trên trang Facebook cá nhân, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân tiếp tục cập nhật tin tức mới nhất trong việc nhận thi thể của anh Vũ tại Mỹ. Theo đó, cố diễn viên đã được đưa về nhà quan, trang điểm và mặc áo dài khi gặp đồng nghiệp, bạn bè và khán giả tại hải ngoại lần cuối và sau đó được đưa về đất mẹ trong vài ngày tới. Trong đoạn clip, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân chia sẻ, Lê Ông Vũ, Hoài Tâm, Andy Thái đang trang điểm cho nghệ sĩ hài để anh được tươi tắn hơn. Khi chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy cũng nghẹn ngào. Những người bạn của anh Vũ vừa làm đẹp thi thể của anh, vừa bật khóc nức nở vì không tin được sự ra đi đột ngột này. Mọi người cố gắng động viên nhau, nén đau thương, cùng chung tay tổ chức tang lễ thật chỉnh chu cho anh Vũ trước khi anh được đưa về Việt Nam. Bạn bè trang điểm cho anh Vũ trước khi khách đến viếng. Những người bạn của anh Vũ vừa trang điểm vừa bật khóc khi không tin được đây là sự thật. Nghệ sĩ Hoài Tâm đau lòng nhìn anh Vũ lần cuối. Thi thể của nghệ sĩ anh Vũ đã được trang điểm mặc áo dài tươm tất. Ngày hôm qua 6 tháng 4 theo giờ Mỹ, đồng nghiệp, bạn bè, khán giả có thể đến viếng anh Vũ tại nhà quan lần cuối trước khi anh được đưa về đất mẹ. Theo nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, sáng ngày 9 tháng 4, thi thể nam diễn viên sẽ về đến Việt Nam và tang lễ tổ chức tại chùa Ấn Quang, thành phố Hồ Chí Minh. Tình bạn thân thiết gần 15 năm của anh Vũ và Lê Ông Vũ, khoảng cách nửa vòng trái đất không thể ngăn hai người tâm sự với nhau đủ chuyện từ tình cảm đến công việc. Lê Ông Vũ và anh Vũ gặp nhau lần đầu tiên cách đây khoảng 14 năm trong một lần nghệ sĩ hài sang Mỹ lưu diễn. Khi đó, Lê Ông Vũ có một cửa hàng thời trang mở chung với ca sĩ Andy Thái trên đường Ponsa, California của Mỹ, còn anh Vũ thì được một bầu show mời ghé thăm cửa hàng băng đĩa gần đó. Vừa bước xuống khỏi ô tô để vào cửa hàng, anh Vũ đã nhận ra Andy Thái chính là người bạn thân từng chơi với mình từ thuở chưa hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam. Sau màn tay bắt mặt mừng, Andy Thái đã giới thiệu Lê Ông Vũ với anh Vũ, họ trở thành bạn bè từ đó. Những cuộc trò chuyện và những lần đi ăn, đi chơi chung đã vun đắp tình bạn của anh Vũ và Lê Ông ngày càng trở nên thân thiết. Thông qua anh Vũ, Lê Ông được làm quen với nhiều nghệ sĩ từ Việt Nam sang như nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Minh Nhí. Đi đâu hay gặp ai, anh Vũ cũng giới thiệu Lê Ông là bạn thân và như người trong gia đình của mình. Từ khi mấy anh em chơi với nhau, mỗi lần qua Mỹ, anh Vũ không ở khách sạn hoặc ở nhà người lạ nữa mà về nhà tuổi này ở. Anh bảo ở vậy cho có anh có em cùng nhau tâm sự cho vui và để chúng tôi khỏi phải mất công đưa đón anh đi ăn uống chi cho mệt. Lê Ông kể với báo, điều mà Lê Ông quý nhất ở anh Vũ chính là tính cách rõ ràng, thẳng thắn giống mình. Anh ấy không bao giờ lợi dụng bạn bè, kể cả tiền bạc lẫn tình cảm. Lê Ông nói, trong ký ức của anh, bạn thân là người rất tỉ mỉ, cẩn thận, kỹ tính và thường ghi chép rất cặn kẽ mọi thứ cần thiết trong điện thoại. Anh Vũ hài hước và rất hay làm thơ. Mỗi lần ngồi với bạn bè, anh Vũ đều khiến mọi người không thể nhịn cười vì những trò trêu chọc của mình. Lê Ông Vũ sang Mỹ từ nhỏ và từng có thời gian không rành tiếng Việt. Thuở mới quen nhau, anh Vũ thường mang chuyện này ra để trêu chọc,
Leon từng có lần dọa dẫm anh Vũ, cứ ăn hiếp tôi đi rồi đến ngày giỏi tiếng Việt tôi cho biết mặt nha. Dù vậy, Leon chưa bao giờ thấy giận những trò trêu chọc của anh Vũ, vì biết bản thân vốn tính hài hước, chỉ đùa cho vui. Sau vài năm, khả năng tiếng mẹ đẻ của Leon tiến bộ rõ rệt, và anh Vũ chẳng thể mang anh ra đùa với mọi người được nữa. Anh Vũ từng nói với Andy Thái, ngày xưa ăn hiếp Leon dễ lắm vì nó không rành tiếng Việt. Thế mà giờ nó lanh quá toàn ăn hiếp mình thôi, giờ nó nuốt mình luôn rồi Thái ơi, chứ mình không có nuốt được nó nữa. Tôi cứ nhớ hoài câu đó anh nói. Gần 15 năm làm bạn bè, Leon nhiều lần về Việt Nam chơi với anh Vũ, anh kể. Nếu về Việt Nam 10 ngày thì 7 ngày tôi đi chơi với anh Vũ, trừ khi thời gian đó phải đi diễn nước ngoài thì đành phải chịu, còn nếu diễn tỉnh anh ấy lúc nào cũng rủ tôi đi cùng. Nam ca sĩ nhớ nhất một lần về Việt Nam và theo anh Vũ đi diễn ở Bảo Lộc. Khi đó anh Vũ thuê một chiếc xe hơi có người lái để đi cùng, Leon và một người bạn nữa. Họ đi riêng để thoải mái trò chuyện, mà không làm ảnh hưởng đến lịch trình của cả đoàn. Sau khi anh Vũ diễn xong ở Bảo Lộc, họ chạy xe về Đà Lạt rồi Phan Thiết nghỉ dưỡng. Chuyến đi tràn ngập tiếng cười và niềm vui, khiến Leon chẳng bao giờ quên. Khi Leon tập tễnh, bước vào con đường nghệ thuật, anh Vũ đã là một nghệ sĩ rất nổi tiếng. Nghệ sĩ hài từng nhiều lần khuyên bạn thân nên về nước phát triển sự nghiệp ca hát. Anh Vũ hứa sẽ giới thiệu cho bạn Leon các mối quan hệ của anh để dễ bề làm việc. Thời điểm nhạc chuông nhạc chờ rất thịnh ở Việt Nam, anh Vũ đã lấy bài của Leon để gửi cho một số đơn vị. Tuy nhiên, Leon chưa bao giờ có ý định về nước làm việc nên không tranh thủ các cơ hội đó. Kể cả khi anh Vũ sang Mỹ lưu diễn, Leon chỉ chở bạn đi chạy show chứ chưa bao giờ hoạt động chung hay nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Ở cách nhau nửa vòng trái đất, nhưng anh Vũ và Leon rất thường xuyên trò chuyện. Có tâm sự gì về chuyện tình cảm hay công việc, anh Vũ cũng tìm đến Leon để chia sẻ và ngược lại, mỗi lần sang Mỹ. Nếu không ở nhà Leon, anh Vũ cũng không quên thông báo và hẹn gặp bạn thân. Trước khi qua đời ít giờ, anh Vũ vẫn nhắn tin cho Leon và dặn anh sắp xếp để cùng đi ăn uống và tám chuyện với Andy Thái. Biết tin anh Vũ qua đời đột ngột tại Mỹ, Leon không thể tin vào tai mình và cứ nghĩ rằng đang nghe chuyện đùa. Khi biết chắc đó là sự thật, anh mới vội vàng gọi điện cho tất cả những người mình quen biết ở Việt Nam, bao gồm nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Minh Nhí, Lê Giang, Lê Lộc, để nhờ họ báo tin cho gia đình bạn. Tuy nhiên vì lúc đó trong nước đang là buổi đêm nên chẳng ai nghe máy. Tôi gần như cố gắng thử cơ hội cuối cùng khi gọi cho thầy Minh Nhí và may sao lúc ấy thầy bắt máy. Leon nhớ lại. Sau khi nghe tin anh Vũ qua đời, Leon chính là người đứng ra xác nhận về tình hình, thân nhân của nghệ sĩ với phía cảnh sát. Sau đó, anh được gia đình nghệ sĩ ủy quyền, lo mọi thủ tục nhận thi hài ở Mỹ. Sáng ngày 4 tháng 4, Leon cùng anh chị tư của anh Vũ đến cơ quan chức năng làm việc. Trong live stream thông báo tình hình trên Facebook, người đàn ông cao lớn trong bộ đồ màu đen không kìm được xúc động khi nhắc người bạn thân xấu số. Biết anh Vũ lúc sinh thời thích áo dài và rất coi trọng hình ảnh, Leon đã đặt riêng một bộ áo dài sang trọng để mặc cho anh. Nam ca sĩ muốn bạn mình đẹp hơn khi gặp lại mọi người tại nhà hoàng ở Mỹ trước khi được đưa về Việt Nam. Chưa hết bàng hoàng trước cái chết của bản thân, nhưng Leon luôn cố gắng bình tĩnh để làm mọi việc cần thiết cho hành trình về với đất mẹ của anh Vũ. Trên trang cá nhân, Leon viết về anh Vũ. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Lễ viếng anh Vũ tại Mỹ đã diễn ra từ 14 giờ đến 20 giờ ngày thứ Bảy 6 tháng 4 hôm qua ở nhà hoàng An Lạc. Thi hài nghệ sĩ dự kiến được đưa về Việt Nam vào ngày 8 tháng 4 theo đường hàng không. Anh Vũ đã được chuyển lên xe ra sân bay về Việt Nam. Mình lên xe nhé bạn, về gặp mẹ nhé. Bạn thân anh Vũ xót xa viết. Những thông tin mới nhất về tang lễ của nghệ sĩ anh Vũ vẫn được cập nhật từ Mỹ. Sau lễ tang diễn ra tại nhà hoàng ở quận Cam, thi hài cố nghệ sĩ đã được đưa lên ô tô, bắt đầu hành trình về gặp mẹ. Theo lời bạn thân 20 năm của anh, Leon Vũ cũng là người cập nhật nhanh và chính xác nhất mọi diễn biến vụ việc, để gia đình bạn bè tại Việt Nam của anh Vũ có thể nắm bắt tình hình. Thi hài anh Vũ được vận chuyển bằng máy bay của hãng hàng không 5 sao Cathay Pacific, dự kiến hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10:30. Sáng thứ ba ngày 9 tháng 4, sau đó tang lễ được cử hành tại chùa Ấn Quang, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Cố nghệ sĩ anh Vũ đã yên nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Phúc An Viên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Những hình ảnh thi hài cố nghệ sĩ anh Vũ được đưa ra xe chuẩn bị lên máy bay về tới Việt Nam. Đến viếng anh Vũ, tình cũ Ngọc Trinh tài trợ số tiền khủng gấp nhiều lần Hà Phương, tỷ phú có khác. Đến dự lễ tang tại Mỹ của cố nghệ sĩ anh Vũ, tỷ phú Hoàng Kiều phát tâm ủng hộ một số tiền lớn.
Nhờ sự tận tâm của ca sĩ Lý Âm Vũ và các đồng nghiệp, đám tang cố nghệ sĩ anh Vũ đã diễn ra trang trọng, tôn nghiêm tại Mỹ. Đông đảo bạn bè trong giới đã đến tiễn đưa nam diễn viên bạc mệnh trước khi đưa thi hài anh về với quê hương. Trong tang lễ anh Vũ còn có sự xuất hiện của tỷ phú Hoàng Kiều, đến thắp nén hương cho đàn em, Tình Cũ Ngọc Trinh phát tâm phúng viếng và tận tay gửi tặng số tiền cực lớn cho thân nhân người quá cố. Theo tiết lộ từ một bầu show thân thiết với nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, tỷ phú Hoàng Kiều đã tặng 30.000 đô, gần 700 triệu đồng tại tang lễ nghệ sĩ anh Vũ. Hai nghệ sĩ Thúy Uyển và Hoài Tâm thay mặt gia đình nhận tiền phúng viếng của Hoàng Kiều. Tình cũ tỷ phú Ngọc Trinh khiến khán giả ngưỡng mộ vì sự rộng rãi và tấm lòng dành cho anh Vũ. Trước đó, Lý Âm Vũ chia sẻ loạt ảnh các nghệ sĩ đến viếng đám tang của anh Vũ, nghệ sĩ Hồng Đào, bạn hữu và các đồng nghiệp đến viếng anh Vũ. Anh Vũ nằm đó như đang ngủ, nụ cười tươi vẫn còn trên di ảnh. Không gian tang lễ nghệ sĩ anh Vũ. Vòng hoa chia buồn của gia đình các nghệ sĩ và người thân ở hải ngoại. Đồng nghiệp thương tiếc cho một người nghệ sĩ tài hoa vắng số. Dự kiến vào trưa thứ ba ngày 9 tháng 4, thi hài của nghệ sĩ anh Vũ về đến Việt Nam, các thủ tục tang lễ sẽ được tiến hành trước khi mọi người được vào phúng viếng từ lúc 16 giờ chiều cùng ngày. Sau các nghi lễ, linh cữu của anh Vũ sẽ được đưa đi an táng tại nghĩa trang Phúc An Viên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Cận cảnh bạn bè trang điểm lần cuối cho anh Vũ, Hồng Vân xót xa, thương quá giống đang ngủ thôi. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân không kìm nén được xúc động khi chứng kiến các đồng nghiệp trang điểm lần cuối cho anh Vũ. Vào hồi 14 giờ đến 20 giờ ngày 6 tháng 4 hôm qua, lễ viếng cố nghệ sĩ anh Vũ đã được diễn ra tại nhà Quảng An Lạc thuộc tiểu bang California, Hoa Kỳ. Nhờ sự tận tâm của ca sĩ Lý Âm Vũ và bạn bè, thi hài anh Vũ sẽ được đưa về quê hương sớm nhất vào hồi 10 giờ 15 ngày thứ ba tuần sau 9 tháng 4 2019 theo đường hàng không. Nhà Quan An Lạc nơi diễn ra lễ viếng cố nghệ sĩ, phòng viếng anh Vũ đã được bày trí trang nghiêm. Di ảnh của nam diễn viên do Hồng Vân lựa chọn. Trước khi tổ chức tang lễ, theo phong tục cổ truyền của người Việt, nhóm nghệ sĩ gồm Lý Âm Vũ, Andy Thái và Hoài Tâm tiến hành các bước trang điểm và sửa soạn quần áo khâm liệm cho anh Vũ. Biết lúc sinh thời, bản thân thích mặc áo dài, Lý Âm Vũ đã chu đáo nhờ nhà thiết kế Kevin Hiệp may riêng cho anh Vũ một bộ áo dài trắng cưỡi hạt quy tiên, trang trọng chỉnh tề. Không kìm nén được xúc động, các nghệ sĩ vừa trang điểm tô son cho anh Vũ, vừa khóc nức nở. Lần cuối sửa soạn cho bản thân trước giờ vĩnh biệt, ai cũng nghẹn ngào nhưng khẩn trương hoàn thành công việc. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân chia sẻ những hình ảnh mới nhất từ phía các đồng nghiệp bên Mỹ để người hâm mộ được biết. Lý Ông, Hoài Tâm và Andy Thái đang trang điểm lại cho anh Vũ, chuẩn bị thật chỉnh chu trước khi gặp mọi người lần cuối ở hải ngoại trước khi em về với đất mẹ. Thương quá là thương giống đang ngủ thôi, cảm ơn mọi người bên Mỹ nhiều lắm mà. Hồng Vân bày tỏ nỗi đau đớn xót xa khi chứng kiến những khoảnh khắc cuối cùng của người em thân thiết. Với chị, anh Vũ nằm đó như người đang ngủ say, thương quá là thương giống đang ngủ thôi, đông đảo sau việc chia buồn. Bạn bè xúc động nghẹn ngào khi trang điểm lần cuối cho anh Vũ trước giây phút vĩnh biệt.